Sita định nghĩa tâm tâm là sự nhận biết cảnh hay nhận thức đối tượng một cách đơn thuần theo vi diệu pháp thì các danh từ tâm citta ý mana thức vinyana không có sự sai khác về ý nghĩa tùy theo chỗ dùng mà chúng có nhiều tên gọi khác nhau thí dụ Đối với 12 xứ thì tất cả tâm gọi là ý hay ý xứ. Đối với ngũ quận thì tất cả tâm gọi là thức hay thức quẩn, vân vân. Nhân sanh tâm. Có bốn nhân sanh tâm. Thứ nhất là nghiệp quá khứ. Là những hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ tạo ra quả hiện tại. Thành phần chính phải nói là tâm quả. Như một người làm các ác nghiệp, khi chết phát sanh tâm quả dẫn đi tục sinh vào kiếp ác thú. Thứ hai, sở hữu tâm. sita là những thành phần phụ thuộc của tâm, đồng sanh, đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, và đồng biết một cảnh với tâm. Không thể có một tâm nào mà không có sở hữu tâm. Khi nhìn lên bản, ta biết ngay đó là tấm bản. Vì tâm biết đó phải có sở hữu tưởng. Hay nhớ lại cái đã gặp để ghi nhận cảnh hiện tại. Hay phải có sự hướng tâm đến cảnh, tức sở hữu tâm, hoặc trụ tâm trên cảnh, tức sở hữu định. Dân dân. Như vậy, tâm không phải là một đơn vị thuần nhất Mà là một tập hợp của nhiều thứ Cũng như phim không thể chụp hình Mà đòi hỏi phải có máy chụp hình Gồm ống kính, bộ phận ánh sáng, dân dân Thì phim mới ghi nhận cảnh được Do đó, có thể nói Sở hữu tâm là nhân sanh tâm Hay yếu tố sanh tâm thứ ba là cảnh là đối tượng của tâm tâm biết cảnh những gì bị tâm biết gọi là cảnh nếu không có cảnh thì không có tâm có tâm là có cảnh do đó gọi cảnh là nhân sinh tâm thứ tư là vật là những sắc thần kinh chỗ nương của tâm thức như con mắt là chỗ nương của nhãn thức Tai là chỗ nương của nhị thức, nhân dân. Do đó gọi vật là nhân sanh tâm. Những sự phân loại tâm, tâm được phân tích trong thắng pháp Abhidharma bằng nhiều cách khác nhau. Nếu chia theo các cõi Vajra, thì tâm có bốn loại. Thứ nhất là tâm dục giới là tâm phần lớn bắt các cảnh dục, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Thuộc về lãnh vực dục giới gồm có 54 tâm. Thứ hai, tâm sắc giới là tâm thiền lấy sắc pháp làm đề mục tu thiền gồm có 15 tâm. Thứ ba, tâm vô sắc giới là tâm thiền lấy đề mục không sắc pháp làm đối tượng tu thiền gồm có 12 tâm. Thứ tư, tâm siêu thế là tâm biết cảnh niết bàn, đối tượng thoát ly thế gian, không thuộc về thế gian, có tất cả 8 tâm hay 40 tâm nếu tính theo năm chi thiền. Nếu phân tâm theo cảnh thì tâm gồm có 6 loại. Thứ nhất tâm nhãn thức là tâm nương nhãn vật biết cảnh sắc hình ảnh gồm có hai tâm thứ hai tâm nhị thức là tâm nương nhị vật biết cảnh thân có tất cả là hai tâm nhị thức thứ ba tâm tỷ thức là tâm nương tỷ vật biết cảnh khí tức các mùi gồm có hai tâm thứ tư tâm thiệt thức là tâm nương thiệt vật nhận biết cảnh vị tức các vị cay chua mặn nhân dân gồm có hai tâm thứ năm tâm thân thức là tâm nương thân vật nhận thức cảnh xúc tức sự va chạm nóng lạnh nhân dân gồm có hai tâm thứ sáu tâm ý thức là tâm bắt cảnh pháp là cảnh trạng khởi lên trong tâm có tất cả 111 tâm trừ ngủ song thức. Tâm bất thiện Akusala Sitta Định nghĩa Tâm bất thiện là tâm ác, xấu, không tốt đẹp. Nói theo chi pháp, tâm bất thiện là những tâm sanh lên, có sở hữu bất thiện, tham, sân, si, đồng sanh và hòa hợp. Theo lời giải của bộ Atthakatha. Phân loại có 12 tâm bất thiện. Thứ nhất, tâm tham. Tâm là biết cảnh, tham là ham muốn. Tâm tham là trạng thái tâm biết cảnh với tư cách ham muốn bị thu hút bởi đối tượng khả ái. Bộ Atthakatha giải rằng tâm ái nhiễm gọi là tâm tham. Như vậy ta có thể nói tâm tham là sự bị cảnh thu hút dính mắc đối tượng và đối tượng của tâm tham là cảnh khả ái. Tâm tham được chia làm 8 thứ căn cứ vào 3 phương diện. Thứ nhất, thọ, thọ hỷ hay thọ xả. Thứ hai, tương ưng, hợp tà hay ly tà. Thứ ba trợ, hữu trợ hay vô trợ. Thọ hỷ là cảm giác vui mừng, quan hỷ của tâm. Thọ xã là cảm giác thản nhiên, tự nhiên, vô tư của tâm. Hợp tà là lòng ham muốn có sự hiểu sai, chấp lầm sự vật, tức tà kiến. Tà kiến là không thấy rõ sự thật, không thấy lý vô thường, khổ não, vô ngã. Ly tà là không có sở hữu tà kiến đồng sanh hòa hợp hữu trợ là tâm sanh lên do sự trợ giúp nhiều lần cần có động cơ thúc đẩy sự trợ giúp ở đây có thể là của chính mình như phân dân suy nghĩ đắn đo dân dân hay của người khác là dụ dỗ khuyến khích kêu gọi dân dân vô trợ là tâm sanh lên mau lẹ, không cần có sự trợ giúp. Tám tâm tham được cấu tạo như sau. Thứ nhất, tâm tham thọ hỷ, hoặc tà, vô trợ. Là lòng tham với một cảm giác vui mừng, thích thú, có sự chấp sai và khởi lên một cách mau lẹ, không do dự. Thí dụ, với sự hân hoan tức thọ hỷ và nắm giữ ý tưởng cho rằng không có tội lỗi trong việc trộm cắp tức tà kiến một bé trai tự động ăn cắp một trái táo từ cái bàn đựng trái cây tức vô trợ thứ hai tâm tham thọ hỷ hộp tà hữu trợ là lòng tham với một cảm giác vui mừng có sự chấp sai phát sanh chậm chạp do suy nghĩ nhiều lần hay người khác phải suối biểu nhiều lần. thí dụ với sự hân hoan và nắm giữ ý tưởng tà kiến như trên, cậu bé ăn cắp một trái táo thông qua sự thúc đẩy của một người bạn tức hữu trợ. thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ là sự ham muốn với cảm giác thích thú, không hiểu sai. Xanh khởi mau lẹ với sự vui thích tức thọ hỷ nhưng không nắm giữ tà kiến và không bị thúc đẩy cậu bé ăn cắp trái táo ý muốn nói rằng cậu bé biết rằng ăn cắp là sai nhưng vẫn làm vì cậu bé biết rằng ăn cắp là sai nhưng vẫn làm nên tâm của cậu bé không có tà kiến đi kèm theo thứ tư tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ là sự ham muốn với cảm giác vui mừng không có sự hiểu sai sanh khởi một cách chậm chạp tức là tâm này có sự vui thích hay thọ hỷ không kết hợp với tà kiến và bị thúc đẩy nếu các bạn hiểu bốn tâm này các bạn sẽ hiểu bốn tâm còn lại chỉ cần thay thế thọ hỷ bằng thọ xả Đôi lúc cậu bé có thể ăn cắp nhưng không vui thích trong việc làm đó. Tức là cậu bé chỉ ăn cắp thôi. Ở đây cậu bé không vui cũng không buồn. Cậu bé chỉ thản nhiên ăn cắp. Trong trường hợp đó, một trong bốn tâm sau đây sanh khởi lên trong tâm trí của cậu bé. Thứ năm, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ là sự tham muốn một cách thản nhiên với sự nhận thức sai lầm sanh khởi một cách mau lẹ thứ sáu tâm tham thọ xã hộp tà hữu trợ là sự tham muốn một cách bình thản với sự nhận thức sai lầm sanh khởi chậm chạp thứ bảy tâm tham thọ xã ly tà vô trợ là sự tham muốn bình thường không có sự chấp lầm khởi lên mau lẹ thứ 8 tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ là lòng tham muốn bình thản không có sự hiểu sai sanh khởi do sự thúc đẩy nhiều lần nhân sinh tâm tham là tục sinh có nghiệp tham liên hệ nối đời trước đã tham gặp hoàn cảnh tốt hay gặp cảnh vừa ý tâm tham thường được phát khởi do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là sự tham ái tức ái dục tâm sân dosa mulasita. sân là sự khó chịu trái ý nghịch lòng bất tội nguyện tâm sân là sự biết cảnh với tư cách nóng nảy, bất bình, không vừa ý. Đặc tính của tâm sân là quỷ diệt đối tượng, không chấp nhận đối tượng. Trái với tâm tham là gìn giữ, ôm ấp đối tượng. Cảnh của tâm sân là những đối tượng khả ố, cũng như lửa có đặc tánh thiêu đốt. Thứ nhất, tâm sân thọ ưu, hợp phấn, hỗ trợ. Là sự nóng giận, ưu phiền, Sanh lên do sự thúc đẩy nhiều lần. Thí dụ, một người tánh hay vui vẻ gặp một người dùng lời chửi mắng. Lúc đầu tâm chưa phản ứng gì, sau khi nghe nhiều lần thì nổi giận. sự nổi giận ấy là tâm hữu trợ vậy Thứ hai, tâm sân thọ ưu họ phấn vô trợ là sự khó chịu trái ý nghịch lòng phát sinh lên mau lẹ không cần một động năng nào thúc đẩy cả. Thí dụ một người quen tật sân ai chạm một chút cũng nổi giận, do đó khi vừa gặp cảnh bất như ý là tâm sân liền nổi lên, tâm sân đó là tâm sân vô trợ. Thọ ưu Domanasa là một cảm thọ thuộc thọ quẩn, sân Dosa thuộc hành quẩn là một tâm sở tâm si moha mulasita si là sự si mê mờ ám tâm si là trạng thái tâm mê tối thiếu sự sáng suốt hành động mù quáng sai lầm vì không thấu triệt các sự vật theo đúng nghĩa của chúng thứ nhất tâm si thọ xả hợp hoài nghi là sự mờ ám si mê của tâm do sự lưỡng lự phân dân. Sự hoài nghi ở đây phải hiểu là sự hoài nghi có hậu quả tai hại như hoài nghi tam bảo, hoài nghi tam học, hoài nghi tam thế, hoài nghi duyên sinh nhân dân. Hoài nghi Phật là không tin sự giác ngộ hay không tin tuệ giác hoặc quay lực của Đức Phật. Hoài nghi pháp là nghi ngờ về công năng của Pháp Bảo, hoài nghi về tính cách chắc thật và hiệu quả của Phật Pháp. Hoài nghi tăng là sự nghi ngờ về sự thành tựu giới hạnh, thành tựu đạo quả của chư tăng. Hoài nghi tam học là sự nghi ngờ về Pháp tu tam học như hoài nghi về sự trong sạch của giới, hoài nghi sự thanh tịnh tiến hóa của định, hoài nghi sự sáng suốt tỏ ngộ của tuệ. Hoài nghi tam thế là phân vân về tự ngã Atta trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Hoài nghi về dương sinh là sự nghi ngờ về hiện tượng sanh tử, phân dân về đời sống hiện hữu của chúng sanh. Với hoài nghi chỉ có cảm thọ lãnh đạm, tức thọ xã mà thôi không thể có sự vui vẻ tức thọ hỷ hay khó chịu tức thọ ưu thứ hai tâm si thọ xả hợp phóng vật là sự mù quáng thiếu sáng suốt do sự lao chao bấn loạn của tâm phóng là ném vật là tung tóe phóng vật là sự ném một vật vào đống tro làm bay lên mù mịt, giống như một người đang ngồi làm việc bỗng có một tiếng động lớn làm người đó giật mình, hay như một người sợ ma lúc đi đêm, bất chợt gặp bóng đen người đó sợ hãi la lên, tâm bị loạn động. đôi lúc khi hành thiền các bạn không thấy cảnh một cách rõ ràng, các bạn có thể chú ý hơi thở vào và ra, vào và ra, hay là phòng và xẹp. Nhưng các bạn không thấy rõ ràng. Vào lúc đó, có thể các bạn đang có phóng vật. Thứ ba, hành sự. Tâm bất thiện khi sanh khởi bình thường, gọi là bất thiện, akusala. Khi sanh khởi mạnh, gọi là ác, papa. Ác hay việc làm của tâm bất thiện gồm có 10, nương theo ba nơi tạo nghiệp là thân, khẩu và ý nghiệp. Sở dĩ ở đây không nói đến tâm si, vì hành sự của tâm này đã rõ ràng qua tên gọi của mỗi thứ tâm, như ngờ vực là hành sự của tâm hoài nghi, bấn loạn là hành sự của tâm phóng nhật. Còn đối với thập ác, tâm si quá yếu ớt nên không thể can dự vào. Thứ tư, tác năng tạo quả. Trong 12 tâm bất thiện, khi tạo các ác nghiệp thì sẽ cho quả nặng nhẹ như sau. Tâm thọ hỷ có quả nặng hơn tâm thọ xả. Tâm hợp tà có quả nặng hơn tâm ly tà. Tâm vô trợ có quả nặng hơn tâm hữu trợ. Thứ năm, nhân sanh tâm bất thiện Thứ nhất, tâm không khéo tác ý ayoniso Manasikara là sự không khéo dùng tâm hay dụng về trong cách suy nghĩ Thí dụ, trước sự bất hạnh, đau khổ xảy đến một người khéo tác ý sẽ nghĩ rằng đây là một cơ hội để ta hành pháp nhẫn nại rồi người ấy quan hỷ đón nhận nghịch cảnh đó trái lại, người không khéo tác ý sẽ than thở, phát tâm sầu muộn, tức tâm sân dấy lên. Do đó, có thể nói không khéo tác ý là một nguyên nhân sanh tâm bất thiện. Thứ hai, ở xứ không nên ở. Là trú ngụ ở những nơi phát sanh nhiều phiền não, gây tai hại cho tinh thần, khiến tâm hằng dao động như những nơi thường có chiến tranh những nơi gần chốn ăn chơi vân vân đều là những nơi không nên ở vì tục ngữ có câu ở bầu thì tròn ở ống thì dài ngoài lý do bản tánh và thói quen ở kiếp trước con người còn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh mình vì vậy có thể nói cư ngụ ở những nơi không nên ở cũng là một nguyên nhân sanh tâm bất thiện thứ ba, thân cận phi thiện nhân. Phi thiện nhân là những người có thân ác, khẩu ác và ý ác, những người thiếu giới đức, kém trí tuệ. Khi giao thiệp với những người ấy, ta dễ bị ảnh hưởng theo gần mực thì đen. Do đó, việc thân cận phi thiện nhân cũng là một nguyên nhân sanh tâm bất thiện. Thứ tư, đời trước không có thói quen tạo phước có thể nói phiện não của chúng sanh giống như cỏ thiện pháp của chúng sanh giống như lúa lúa khó trồng mà dễ chết còn cỏ không trồng nhưng khó diệt nói một cách khác tâm bất thiện là một bản năng thường có của chúng sanh vì vậy một người không có thói quen tạo phước thì rất dễ sinh ác tâm. Thứ năm, hướng mình theo tà vại, tức là có khuynh hướng làm điều ác, nuôi hoài bảo bất chánh, có lập trường bất hảo, như một người muốn làm du côn, muốn trở thành tướng cướp, nhân dân. Do thực hành theo những ý hướng bất chánh đó, người ấy tạo ra những hành động bất thiện.